Chân dung Tân Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Minh Chiết. Ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn dưới sự điều hành của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy. Hội nghị đã thảo luận bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư Trung ương Đoàn, kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang và đồng chí Nguyễn Minh Chiết được bầu bổ sung tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết sinh ngày 22 tháng 10 năm 1988, trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết từng đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, chuyên viên Ban Thanh thiếu niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bình Định, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết là Bí thư Trung ương Đoàn trẻ nhất trong các Bí thư Trung ương Đoàn khóa 11 năm 2017 đến năm 2022, gồm 7 thành viên hiện nay. Trên đây, kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung Tân Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Minh Chiết.